Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 8, thì mình có một số tin tức muốn chia sẻ với mọi cô bác trong ngày hôm nay. Thì cô chú chị cũng biết hôm nay là ngày 24 tháng 8, nghĩa là ngày độc lập, ngày quốc khánh của Ukraine kỷ niệm 33 năm khi mà tách ra khỏi Liên bang Xô Viết đó năm 1991. Ngày hôm nay ở tại thủ đô Ukraine là một ngày rất là đặc biệt. Thì Tổng thống Zelensky đã chào đón hai vị khách mời rất là đặc biệt, đó là Thủ tướng của Lithuania và Tổng thống của Ba Lan. Đầu tiên đó là lời chúc của Tổng thống Ba Lan, thì ông cũng chúc cho Ukraine là năm nay sẽ kết thúc chiến tranh sớm và bàn thắng sẽ thuộc về Ukraine. Còn đối với Thủ tướng của Lithuania thì cũng có một cái thông tin tốt, đó là Thủ tướng Lithuania cho biết vào cuối mùa thu, Lithuania có kế hoạch chuyển hơn 5.000 máy bay không người lái và 10 hệ thống phòng không cho Ukraine như một phần hỗ trợ quân sự. Chính phủ Litva cũng cam kết chi 0,25% GDP hàng năm để hỗ trợ cho Ukraine. Thì đây là một cái gói viện trợ mới từ Lithuania, cô chú chị, một đất nước rất là ủng hộ cho Ukraine. Họ tuyên bố, họ kêu gọi những cái nước đồng minh đó là hỗ trợ cho Ukraine hết mình. Vũ khí tầm xa, tầm ra, tầm gần, máy bay gì họ không sợ Nga. Họ không có sợ gì hết, họ sẵn sàng chi ra 0,25% GDP của đất nước, nền kinh tế của họ để mà ủng hộ cho Ukraine. Đó, cô chú chị thấy những đất nước á, cô chú chị ở bên ngoài ồn á, tự nhiên mấy bạn trẻ ăn mừng nghĩa là ngày độc lập, mà nếu như mà ăn mừng lớn hơn khi mà thật sự Ukraine giải phóng quân Nga về khỏi đất nước của họ, giải phóng những cái vùng lãnh thổ mà bị xâm lược á, bị chiếm á, thì sẽ là Ukraine sẽ có một cái ngày rất là đặc biệt, rất là lớn luôn á. Mình hy vọng cái ngày đó sẽ vào năm tới sẽ ăn mừng cái ngày độc lập. Từ giờ trở đi, bóng ma kêu sẽ chính thức bảo vệ bầu trời thủ đô nhân kỷ niệm 33 năm ngày độc lập của Ukraine. Lữ đoàn hàng không chiến thuật số 40 của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã được trao tặng danh hiệu danh dự Ghost of Kiev. Gorsky là truyền thuyết anh hùng về một phi công xuất sắc người Ukraine. Có thể nói đây là hình ảnh tập thể của các phi công thuộc lữ đoàn hàng không chiến thuật số 40. Theo truyền thuyết, trong 30 giờ đầu tiên Nga xâm chiếm Ukraine, phi công đã ghi 6 chiến thắng trên không trên bầu trời Kiev, bắn rơi 2 máy bay Su-35, 2 máy bay Su-25, 1 Su-27 và một chiếc MiG-29. Tôi chỉ thấy đây là như là kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine, thì Tổng thống Zelensky cũng tổ chức một cái ngày đặc biệt ở trên trung tâm thủ đô, cũng như là chào đón những người bạn, những đất nước hàng xóm, đặc biệt là những người bạn thân thuộc đối với Ukraine. Thì ngồi ra ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt nhân ngày độc lập của Ukraine đã 33 năm. Phía Nga và binh sĩ của Nga đã được trao trả tổng cộng là 115 binh sĩ, thì phía Ukraine đã được chào đón rất là nồng nhiệt của chú anh chị. Đây là những hình ảnh của chú anh chị có thể thấy phía Ukraine cũng như là bác sĩ, bạn bè cũng như là những cái người làm trong hội chữ thập đỏ, rồi những người bạn đồng nghiệp của những cái anh binh sĩ anh hùng Ukraine đó, thì họ chào đón rất là nồng nhiệt. Nhưng mà quan trọng đó là bác sĩ, họ sẽ kiểm tra sức khỏe của những người binh sĩ này. Hầu hết những người bị bắt được trả tự do là quân nhân của Bộ Nội vụ bảo vệ Mariupol. 89 binh sĩ vệ binh quốc gia và 3 binh sĩ biên phòng tiểu bang đã có mặt trên quê hương của họ. Gần 90% trong số họ là lính nghĩa vụ bị phía Nga giam giữ trong hơn 2 năm. Thì coi những cái hình ảnh này rất là xúc động cô chú. Thấy những cái người lính mà khi mà người ta bị giam cầm hơn 2 năm á, thì bây giờ được trở về nhà đó, thì có những người gọi cho gia đình, gọi cho mẹ, tầm khoảng 18 đến 20, 22 tuổi trở lại thôi, rất là trẻ bị bắt thì đã được trao trả. Gọi cho mẹ thì thấy thương quá chị, xúc động ha. Hơn 2 năm mẹ thì không chờ, thì con thì cũng vậy, ở trong tù cũng bị đày đọa, khó sống với lại phía Nga lắm, cho nên là mấy anh ấm nhách ai cũng ớm hết. Còn đây là cái hình ảnh tương phản với lại tù nhân của phía Nga, thì trong cũng được trao trả đó. Thì đặc biệt là phía Nga cũng được trao trả là những cái người mà lính dự bị luôn. Thì từ theo cái bài phỏng vấn trong cái video thì hầu như là từ 18, 20 và 22 tuổi, 25 tuổi trở lại thôi, lính dự bị hoàn toàn, rất là trẻ, không có kinh nghiệm chiến đấu gì hết.
Đây là những người mà sau khi mà quân đội đang vượt biên vào vùng Quds á, giờ là hôm nay họ được trao trả. Nhưng mà cái điều tương phản đó là khi mà họ trao trả về đó, không có ai đưa rước họ, của chú anh chị. Không có ai đưa rước họ hết á. Thật cả cái cảnh rất là buồn đó chị, cái cảnh rất là buồn. Tự nhiên hôm nay là một đất nước đã bị xâm lược á, cả thế giới ủng hộ và người nào người ta cũng thấy cái lẽ phải, người ta bảo vệ, người ta ủng hộ, người ta thương yêu. Còn đối với phía Nga, thật sự phải như ước gì mà quay trở lại về hơn 2 năm về trước, ông Putin không có mà cái lòng tham á, cái lòng độc tài của ông ta đó để mà gây cái cuộc xâm lược này. Thì nói thật cả thế giới người ta cũng không nghĩ nước Nga hiện tại bây giờ nó quá đáng như vậy đâu. Người ta cũng bạn bè, người ta cũng làm ăn, người ta cũng giao thương kinh tế, tôn trọng nữa. Một đất nước mà họ cung cấp cái nguồn nhiên liệu tài nguyên cho thế giới đó, người ta rất là, nó quan trọng cho thế giới, cho nên người ta rất là quan trọng đối với nước Nga. Tại một vinh dự của một đất nước khi mà làm một cái điều như là nó cung cấp cái nguồn tài nguyên cho thế giới, được thế giới tôn trọng, người ta rất là nể à. Mà người công dân Nga, ngay cả những người công dân Nga đi đâu cũng ngước mặt lên trời hết đó. Còn khi mà xảy ra cái cuộc xâm lược, tổ chức xâm lược giết hại rồi tàn phá đất nước Ukraine, rồi bây giờ ngay cả Putin cũng là một tội phạm chiến tranh. Và những cái nội sộ của ông ta, như là nhóm của ông ta, Điện Kremlin và những nhà tiên truyền đều bị cấm cản hết, là bị truy lùng của tòa án quốc tế luôn, cấm nhập cảnh vào đất nước của họ, những cái đất khối châu Âu liên minh luôn, những cái người tiên truyền. Và người công dân Nga thì đi đến đâu người ta kỳ thị đến đó đó, cô chú gì thấy không? Cũng vì một ông này thôi à. Nếu như mà vô tình không có thật sự, nếu mà mình ai cũng cảm thấy, nhưng mà tiếc đó nha, nếu mà không ai quan tâm đến ở Nga, ai làm chính trị, ai làm tổng thống, người ta không quan tâm đó, xét về cái việc đó người ta không quan tâm về chính trị đó, thì ta nghĩ nếu như ông Putin, nếu ông Putin mà không tổ chức cái cuộc xâm lược Ukraine hơn 2 năm về trước đó, thì hiện tại bây giờ ông ta và nhóm của ông ta phải giàu có, sống sung sướng rồi, chẳng ai quan tâm hết, rồi bây giờ chuẩn bị mất trắng hết rồi, mất trắng hết rồi chú anh chị ơi. Thì ngồi ra mình xin chia sẻ một thông tin tốt cho bà cô bác nữa, đó là Hoa Kỳ nè, ngày hôm nay công bố gói viện trợ là trị giá 125 triệu. Thì trong gói viện trợ cũng có đạn 5mm và đạn 155mm. Thì hai loại đạn này là ở Ukraine cần rất là nhiều. Đạn cho hai mà đạn pháo cỡ nòng 155mm, tên lửa TOW, hệ thống chống tăng Javelin, xe cứu thương, đạn cho vũ khí nhỏ, thiết bị y tế, phụ tùng, thiết bị phụ trợ, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển. Thì ngồi ra cái gói viện trợ của Hoa Kỳ đó có một cái liên quan là mình rất là bất ngờ của anh chị, đó là liên quan đến Hà Uy. Thì ngày hôm nay là bên Bộ Quốc phòng của Hà Uy á, họ công bố cái trợ giúp của họ rất là quan trọng đó, đó là họ sẽ cho ra cái sáng chế của cái loại sản xuất đạn dược 155 mm, chế tạo nó ngay trên đất Ukraine để mà tiết kiệm được thời gian cũng như là chi phí, và giúp cho Ukraine có cái nguồn cung tốt hơn và nhiều hơn, nhanh hơn nữa, không cần qua những đất nước thứ ba luôn. Thì Na Uy đã cho ra một cái sáng chế để mà Ukraine tự sản xuất đạn 150 mm. Thì đây là một cái thông tin rất là mừng liên quan đến những cái sự hỗ trợ của những nước đồng minh mà ủng hộ cho Ukraine, luôn đứng về phía Ukraine, đứng về lẽ phải để bảo vệ Ukraine đến cùng á. Thì đây là một cái điều an ủi rất là lớn đối với công dân Ukraine cũng như là những người lãnh đạo, đặc biệt là Tổng thống Zelensky. Ông đã dẫn dắt đất nước hơn 2 năm nay để mà giữ được đất nước. Cái thứ nhất là giữ được đất nước và đẩy quân Nga ra khỏi bờ biên giới của đất nước của họ. Đó là những cái thành công mà phải nói là nửa nửa đường thành công của phía Ukraine. Thì đó là những thông tin giống như là an ủi, như là mừng để mà cố gắng hơn, đúng không cô chú? Thì ngồi ra đó, tình hình ở chiến trường thì sao? Thì hiện tại bây giờ theo thông tin của phía Ukraine là bắt đầu phản công. Phản công đầu tiên là ở khu vực Luhansk này, thứ hai là ở Kharkiv. Bây giờ nữa đó là phía Ukraine cứ canh, khi nào mà phía Nga yếu chỗ nào thì Ukraine phản đòn ở đó, yếu chỗ nào là phản đòn ở đó. Thì sau khi mà quân đội đã vượt biên qua vùng Kut á, thì bây giờ đã hơn 2 tuần, chuyển chắc gần chuyển qua tuần thứ ba rồi. Thì sao? Thì phía Nga hầu như là họ không có thể nào mà tổ chức một cuộc tấn công lớn được để mà đẩy Ukraine ra khỏi cái vùng biên giới của họ. Thì thành thử bây giờ họ chỉ phòng thủ thôi.
những cái lực lượng lính dự bị của họ đó thì bị phía Ukraine đã bắt làm tù binh. Và một cái điều thứ hai nữa, sau khi mà quân đội Nga phá những cái cầu quan trọng, những cái cầu lớn đó, thì đã tổ chức bao vây, bây giờ cái vòng vây nó đã xếp chặt hơn. Thì theo tính toán đó là từ phía mà phía của Nga luôn cô chú, họ đưa lên đó, những cái đầu đó, mình thông tin là họ đưa là họ có thể bị mắc kẹt khoảng 700 binh sĩ. Bây giờ họ đưa cái số lượng đó, khác hơn nữa, đó là khoảng 3.000 binh sĩ của họ ở ngay cái những cái vòng quay mà sau khi những cái cầu bị quân đội Nga đã phá hủy đó, thì bây giờ quân đội của họ có thể nghi ngờ bị khoảng 3.000. Thì thông tin trong ngày hôm nay là cái đầu vòng vây nó bị xếp chặt hơn, nghĩa là sắp tới có thể là bị bắt khoảng 3.000. Nhưng mà có một cái đường cho họ nữa, đó là có thể họ sẽ di chuyển đến cái vùng đất Belarus, tại vì cái khu vực này, vùng Kursk này á, nó cũng gần với lại Belarus. Nếu mà thật sự họ có thể di chuyển được thì họ đi, họ nếu mà họ có sức họ có thể vượt biên họ qua Belarus. Nhưng mà quân đội Nga cũng đã có cái thông tin là khoảng hơn một tuần trước đó, họ đã có lực lượng để mà tiến qua, đi rẽ qua luôn của cái hướng của Belarus luôn, cái vùng Ryazan, khu vực Ryazan đó. Thì đó là cái thông tin của phía Ukraine. Thì hiện tại đó, để mình nói thêm một chút xíu là phía Nga không có đủ lực lượng để mà phản công, đẩy quân đội ra ra khỏi vùng Kursk. Thì thành thử ra họ đã rút quân từ từ, rút ít thôi nhưng mà không rút nhiều. Tại vì hiện tại bây giờ họ có hàng trăm ngàn quân ở lãnh thổ Ukraine, cho nên họ rút vài ngàn. Vì vậy Ukraine cứ canh, họ rút đến đâu đó thì phía Ukraine sẽ phản đòn đến đó, thì yếu chỗ nào là phản đòn ở đó. Với vùng Kursk, hiện tại bây giờ phía hai bên cũng đã giao tranh ở những cái thị trấn, hai cái thị trấn chiến lược rất là lớn hôm qua mình có thông báo rồi. Thì quân đội Nga cũng đến gần, cách khoảng từ 30 đến 50 km sẽ đến nhà máy điện hạt nhân của Nga ở vùng Kursk. Thì phía Nga đó, những cái ngày dần gần đây, khoảng mấy ngày đây đó, thì quân đội của họ đã bắt đầu đào những cái chiến hào xung quanh cái khu vực nhà máy điện hạt nhân Kursk này, ở Kursk. Thì sao cô chú? Ngồi ra đào những cái chiến hào để mà bảo vệ nhà máy điện hạt nhân, thì phía Ukraine không có cái động cơ gì mà phá hết. Ukraine không bao giờ tuyên bố hoặc là hù dọa về cái vấn đề mà sẽ phá nhà máy điện hạt nhân để mà hù dọa ai hết. Và chiếm được hay không là phía Ukraine đó, họ sẽ để bảo vệ, để mà trong tương lai họ lấy lại cái nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhzhia thôi, chứ phía Ukraine không có phá gì hết. Vì vậy đó, cái hình ảnh video này cô chú cô bác thấy, đây là phía Nga họ trong ngày hôm nay họ đã cầu nguyện. Cầu nguyện để làm gì cô chú? Cầu nguyện để mà phía Ukraine thần thánh để mà can thiệp giúp đỡ họ, để mà Ukraine không có thể chiếm được cái khu vực thị trấn cũng như là nhà máy điện hạt nhân ở vùng Kursk này đó cô chú. Chị thấy hiện tại bây giờ họ tin tưởng vào thần thánh của họ, ma quỷ chứ thần thánh gì, thần thánh nào mà đi hỗ trợ cho những quân xâm lược đó. Thì cái lời kêu gọi là thỉnh cầu, hát cầu nguyện, thì nó có linh ứng hay không thì chưa biết. Thì cái thông tin thấy nó rất là hài hước, cô chú anh chị cũng thấy rồi đó. Hiện tại bây giờ mà cũng có những cái mê tín, họ những cái điều tốt đó, thì thần thánh còn giúp đỡ ngó xuống mà bảo vệ che chở, chứ còn làm điều ác mà ai mà che chở. Chân bà cô bác một cái thông tin rất là tốt trong ngày hôm nay luôn. Sáng ngày hôm nay, rạng sáng ngày 24 tháng 8 này, phía quân đội Nga đã tấn công vô một cái kho đạn dược của chú. Thì trong này theo nguồn tin của Nga chia sẻ, trong này nó có đạn pháo này, nó có đạn cho xe tăng, đạn dành cho vũ khí nhỏ và tên lửa dành cho đất đối không luôn. Thì cái diện tích nhà kho này nó rất là lớn. Phía quân đội này đã tấn công vô vùng Vonozhe của Nga. Thì cô chú chị thấy, thì xin lỗi mình không có tả lên cái video của chị nó, tại vì cái video mà nó cháy nổ nhiều thì trong cái video YouTube không thích, cho nên mình không có tải được. Thì khi mà mình xem qua cái hình ảnh đó, nó tưởng tượng nó giống như là bom nguyên tử mà nó nổ của chị, từ một cái nhà kho đến 5.000 tấn của chú à. Phía Ura chia sẻ trong đó nó có đến 5.000 tấn vũ khí trong đó, đạn dược của Nga đó, chắc trong đó rất là nhiều, 5.000 tấn. Cho nên mà khi mà nổ đó, nó nổ, cái hình ảnh nó nổ lên nó y như là vũ khí hạt nhân ấy, rất là to, rất là to mà nổ bùm kinh khủng. Thống đốc của cái vùng này ông ta nói là do
Không có cái vụ cháy nổ mà liên quan đến đạn dược hết. Chỉ là cái vụ cháy rừng nhỏ nhỏ thôi. Thống đốc của cái vùng Vunorizet này nói vậy á. Nhưng mà thật sự, nếu mà cái hình ảnh thật sự thấy chiếu trên mạng xã hội công dân Nga người ta đăng tải lên á, đó là một cái kho đạn dược từ rất là to, nó đổ rất là nhiều. Thì nếu mà cái đà này á, quân đội Nga trong thời gian sắp tới họ sẽ dùng, nếu mà Ukraine cứ tấn công vô họ còn như thế này á, thì trong thời gian sắp tới họ sẽ cạn kiệt vũ khí rất là nhiều. Mình hy vọng cái điều đó xảy ra. Mơ luôn của chị, mơ ước cái điều này xảy ra càng sớm càng tốt, để cho quân đội Nga họ không có được cung cấp đủ hậu cần, lương thực thực phẩm như là vũ khí đó, thì họ sẽ không có thể chiến đấu được trên đất Ukraine, họ sẽ rút, tại vì họ không chiến đấu kiểu gì. Cô chú chị thấy không? Mình hy vọng là trong cái điều này nó xảy ra sớm đối với quân đội Nga. Thông tin liên quan đến chiến trường luôn là trong ngày hôm nay quân đội đã tấn công vô một cái sở chỉ huy của Nga ở khu vực thành phố tả ngạn vùng Kherson, thì tấn công vô rất là loại tên lửa của Pháp cung cấp. Thì cô chú chị biết không, hiện tại giờ cái thông tin đó, tấn công vô sở chỉ huy này làm lên đến khoảng 40 người thiệt mạng, chỉ huy của quân Nga ở tả ngạn vùng Kherson này. Thông tin rất là tốt khi mà những cái người chỉ huy cấp cao ra lệnh cho những cái người lính mà người dân thường một chiến đấu bỏ mạng ở chiến trường, thì những cái người mà chỉ huy còn ra đi sớm càng tốt, càng sớm càng tốt, để mà cuộc chiến này nó kết thúc càng sớm càng tốt. Và một cái thông tin nữa là ở Mariupol nó có đến 7 vụ nổ. Thì hiện tại bây giờ Mariupol là thuộc quyền kiểm soát của phía Nga, thì càng có nhiều vụ nổ là có nghĩa là phía Nga đã tấn công vô sở chỉ huy của họ đó, và những cái kho đạn dược. Nga cứ tấn công vào sở chỉ huy, kho đạn dược, kho dầu, năng lượng, tàu thuyền, máy bay, kho tên lửa, kho bom đạn là được, là tốt. Đó đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với một cô bác trong ngày hôm nay. Đó là những cái thông tin mà mình chia sẻ với một cô bác trong ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú chị đã ủng hộ kênh của mình. Tạm biệt.